Rồi, hello chào các bạn ạ. À, để ngày hôm nay Linh Báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. À, ngày hôm nay mình Linh Báo thanh niên có đăng một cái tiêu đề như thế này các bạn này. Cò đất tập trung bất thường ở khu vực sân bay Phan Thiết, chính quyền phát công văn cảnh báo. Các bạn thấy không? À? Cứ chỗ nào mà có sân bay là mấy ảnh bay tới liền. Mới hoài ở sân bay Technic ở Hấn Quảng, anh nghỉ mà được có mấy ngày cái là bữa nay là anh nghe thông tin khởi công thi công ở sân bay Phan Thiết là anh là phi qua đây rồi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết Bình Thuận ban hành công văn chỉ đạo công an Phan Thiết và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm mua bán sang nhượng đất trái phép ở khu vực sân bay Phan Thiết. Đó, các bạn nào xe pháo rồi về đã hết trơn rồi các bạn này, đóng đô đã hết trơn rồi, đánh mùi nhanh lắm các bạn. Tất nhiên xây dựng sân bay xong á, đường xá nó ngon lành thì nó cũng tạo ra giá trị thôi, cái nó đương nhiên rồi các bạn. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó, là nó mua bán tràn lan các bạn biết không, đất gì cũng mua bán hết, tạo nên cái sự bát nháo rồi mất tình trạng an ninh trật tự. Rồi chưa nói chuyện ở đây là nó tính lừa đảo ở đây nữa. Đất mình trong quy hoạch nó bán đã đành rồi nhưng mà đất vườn, đất ruộng, đất gì cũng bán hết. Mà chính quyền chúng ta chậm, không có quyết liệt trong vấn đề mà ngăn chặn những cái tình trạng này là xảy ra cái sự lừa đảo các bạn biết không? Cuối cùng là tiền nó chạy vào túi ai thì các bạn biết rồi đó. Người dân chúng ta rất như là còn mất cảnh giác các bạn ạ. Người dân một phần rồi có nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân thấy người ta cũng nháo nhào như vậy mình cũng nhảy vào, chết đi chết lại không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà dường như chưa đủ sức để cảnh tỉnh các bạn. Chiều ngày 11 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết có văn bản gửi Công an thành phố Phan Thiết, Phòng Tài nguyên Môi trường và Ủy ban nhân dân xã Thiện Nghiệp yêu cầu có ngay các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tình trạng cò đất tập trung bất thường tại khu vực sân bay Phan Thiết. Như vậy là Chủ tịch thành phố Phan Thiết theo mình là có cái sự chỉ đạo kịp thời các bạn. Không giống như ở Bình Phước vừa rồi các bạn ạ. Để xảy ra như vậy mà dường như chính quyền không có can thiệp kịp thời các bạn. Theo nội dung công văn, trong vài ngày trở lại đây, báo chí đưa tin cuối tháng 3 cảng hàng không Phan Thiết sẽ được triển khai thi công. Trên địa bàn xã Thiện Nghiệp, các quán cà phê, các ngõ đường vào dự án sân bay Phan Thiết bất ngờ xuất hiện rất nhiều xe ô tô và người từ các địa phương khác đến để trao đổi, thực hiện giao dịch mua bán đất đai. Tình hình này đã tạo nên dấu hiệu mất an ninh trật tự, an toàn giao thông khi lượng xe lớn ô tô đổ về xã Thiện Nghiệp một cách bất thường. Con đường nhỏ xíu xíu này mà nói bạn vẫn kéo về đây cả vài ngàn chiếc là nói bạn không xe thi công nào chạy ở đây không cũng làm không được các bạn. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Phan Thiết yêu cầu Ủy ban dân xã Thiện Nghiệp phải tăng cường công tác quản lý về an ninh trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là phải quản lý chặt ngăn chặn ngay tình trạng bao chiếm lấn đất đai của nhà nước khu vực gần sân bay Phan Thiết nhằm sang nhượng mua bán bất hợp pháp đó các bạn nào. Sợ nhất là cái tình trạng mà nó lấn chiếm, nó bán đất ma đó các bạn. Đất không phải đất của nó, đất của nhà nước mà. Nhưng mà trong cái tình trạng mà nháo nhào như thế này thì có việc mà nhìn nó bán đại bán càng gần là bán vịt trời các bạn này, đất vịt trời á. Nhiều người là ngu ngu ngơ ngơ là vào đây là dính chữ là chết là các bạn này. Và yêu cầu công an thành phố Phan Thiết tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp mua bán chuyển nhượng đất đai bất hợp pháp, nhất là tình trạng lừa đảo trong mua bán đất đai. Mình thấy như vậy là hoàn toàn hợp lý các bạn. Công cụ chúng ta là có, chính quyền chúng ta có, vấn đề là
có ra tay thực hiện hay là không mới là quan trọng. Theo ông Đỗ Ngọc Hòa, Chủ tịch Ủy ban dân xã Thiện Nghiệp, hiện nay Ủy ban dân xã đã có thông báo công khai tình trạng trên và đề nghị người dân địa phương hết sức cảnh giác, không mua bán chuyển nhượng đất đai bất hợp pháp, tránh bị lừa đảo. Cũng theo ông Hòa, hiện nay trên địa bàn xã này không có bất cứ dự án phân lô bán nền nào được cấp phép. Chủ tịch Ủy ban dân xã Thiện Nghiệp cũng yêu cầu công an xã, chỉ huy trưởng quân sự xã thường xuyên kiểm tra tuần tra khu vực các đường vào khu vực sân bay Phan Thiết và trục đường Võ Nguyên Giáp để giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông. Đó là một cái đường nhỏ xí xí rồi các bạn đạo đài coi như hết đường đi rồi các bạn. Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, hai ngày nay lượng xe ô tô biển số các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đậu rất nhiều trên các cung đường vốn rất hẹp vào khu vực dự án sân bay Phan Thiết. Trước đây khu vực xã Thiện Nghiệp từng xảy ra tình trạng bát nháo trong hoạt động mua bán sang nhượng đất đai. Đa số cò đến từ nơi khác đến đây thổi giá đất cao hơn hàng chục lần so với giá thực tế, sau đó tự bán cho nhau, tạo các giao dịch giả nhằm đãi giá đất để ăn theo sân bay Phan Thiết. Tuy nhiên một thời gian dài sân bay Phan Thiết không được triển khai nên tình trạng trên có tạm lắng xuống. À, các bạn thấy không? Đất mà ghi luôn bán đai luôn thôi. Đất đai còn mênh mông các bạn này. Như Thanh Niên đưa tin ngày 5 tháng 3, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã cùng lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận thị sát dự án cảng hàng không Phan Thiết để chuẩn bị thi công. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Ủy ban dân xã Bình Thuận chiều ngày 5 tháng 3, Thượng tướng Trần Đơn thông báo Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho sử dụng nguồn vốn công giai đoạn 2021-25 để xây dựng cảng hàng không Phan Thiết. Thứ trưởng Trần Đơn cũng đề nghị Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận hối thúc nhà đầu tư chuẩn bị các điều kiện thủ tục để cùng thi công dự án cảng hàng không Phan Thiết ngay trong tháng 3 này. Theo Thượng tướng Trần Đơn, cố gắng có thể trong 2 năm sẽ thi công xong sân bay Phan Thiết và đưa vào khai thác sử dụng. Sân bay Phan Thiết thì đưa vào quy hoạch, nhưng mà chính thức là cuối tháng 3 này là triển khai thi công các bạn ạ. Và việc thi công này cũng kéo dài trong một thời gian, cái nhanh lắm cũng mất 2 năm các bạn. Đó là mọi thứ đều tốt đẹp hết các bạn ạ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của nhiều người á, có việc thi công của Việt Nam mình là ít khi mà nó về đích đúng hạn là các bạn. Thế nào rồi cũng kéo dài, ít nhất là cũng đâu có tháng. Còn dài hơn nữa thì trên một năm, có nhiều dự án kéo dài mãi năm luôn các bạn. Mình cũng ghi nhận một điều rằng những cái nhóm cò đất này các bạn này, nhóm đầu cơ này các bạn này, họ giống như tề thiên đợi thánh các bạn ạ. Có thể nói là họ có 72 phép thần thông biến hóa. Và đặc biệt này là có cái phép mà căn đổ văn các bạn ạ. Bay từ biển này qua biển kia, bay từ núi này qua núi kia. Đợt vừa rồi là anh mới giật sân bay Hấn Quảng là vứt mớ rồi, là anh nghe thông tin khởi công sân bay Phan Thiết lãnh phi qua liền. Đó các bạn thấy không? Nếu như thành phố Phan Thiết mà chậm chân á, không có những giải pháp quyết liệt là tình trạng bát nháo là tiếp tục ở đây các bạn. Như mình đã nói rồi đó, nơi nào có hạ tầng thì nơi đó nó phải sẽ phát triển thôi, điều đó là không có gì phải bàn cãi hết các bạn. Nhưng điều quan trọng nhất là phải có thời gian các bạn ạ. Có gì cũng có thời gian hết các bạn. Sân bay hoàn thành là một việc, rồi dân người ta về đó, người ta ở trên có cung đường hoặc là hình thành cụm dân cư, lúc đó tạo ra dòng tiền thì đất mới có giá trị. Còn ở đây là chỉ là một hình thức là thổi giá rồi bán với trên cái giá thực là rất là cao các bạn. Hồi năm 2019 mà sau khi có thông tin mà xây dựng sân bay Phan Thiết thôi á, là đã lên một cái đỉnh mới rồi. Thì sau đó cái thông tin nó có việc mà triển khai nó chậm. Nên là tình hình đất cát họ lắng xuống. Thì quăng đi quăng lại là hiện bây giờ là có thông tin này cơ bản là đã chính xác rồi. Thì những cái anh này anh là về anh làm tiếp ở đây các bạn. Một lần nữa mình cũng
đưa ra những lời cảnh báo các bạn á, việc gì thì còn có đó, cơ hội còn rất nhiều các bạn. Nếu như các bạn muốn đầu tư thì các bạn bỏ đi trước đó một thời gian, hoặc là ít ra thì các bạn chờ cho nó lắng xuống rồi các bạn phải mua. Tại vì từ 3 đến 2 năm hoặc là 3 năm là một thời gian cũng khá khá. Rồi để cho nó phát huy được cái tiềm năng của nó là phải có thời gian các bạn. Rồi các bạn mua là các bạn phải nhìn vào cái quy hoạch của cái thành phố Phan Thiết nó như thế nào. Ví dụ như dọc hai bên đường này là đất như thế nào, đất thổ cư hay là đất vườn, đất ruộng, hay là đất làm nông nghiệp, hay là đất rừng. Các bạn phải mua trúng cái đất thổ cư, còn các bạn mua những cái đất mà nó nằm trong quy hoạch làm dự án nói bạn là thế nào là cũng chắc thôi. Cho nên mình phải đưa ra những cái lời khuyên cho các bạn như vậy. Những cái nơi nào mà đã sốt rồi, những cái nơi mà nó bắt nhá như vậy thì chúng ta chỉ đứng nhìn, chúng ta quan sát thị trường như thế nào thôi. Còn phần đa là chúng ta phải chờ cho thị trường nó yên án trở lại, mọi thứ nó bình trở lại, thì lúc đó chúng ta mới tìm cơ hội. Rồi, ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Hiện bây giờ mình thành lập ra thêm một cái kênh mới nữa các bạn. Có một số anh em góp ý, mình đăng những cái thông tin mà mua bán trên cái kênh này nó cũng không hay lắm các bạn. Mình thấy cũng rất là có lý, cho nên mình mới thành lập cái kênh mới gọi là kênh Lương Thanh Nhà Đất này các bạn này. Như vậy cái kênh này là mình chỉ đăng những cái thông tin liên quan đến đất cát thôi. Các bạn nào mà có cái nhu cầu mua bán đất đai á, gửi mình thì mình đăng lên đây. Các bạn có thể xem. Và các bạn có nhu cầu mua bán thì mình sẽ tạo điều kiện giữa người mua và người bán gặp nhau, thương lượng giá cả. Cùng lắm nếu chúng ta không mua bán thì có thể tham khảo cũng được, cũng không sao cả các bạn. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.